Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì sáng hôm nay cũng như mọi khi nghe mấy bạn, mình cũng tiếp tục đi thăm lưới bẫy gắn nữa nghe mấy bạn. Hôm nay mình lên thăm đầu trên, thông thường từ đầu trên mình vét dài về á mấy bạn, mà mình đi dạng hai bên nha mấy bạn. Hai bên bên nào cũng đầu trên. Rồi hai luồng đầu dưới, hai luồng đầu trên đó mấy bạn là thành 4 tiếng lưới của mình đó. Mà năm nay mình dăng 4 tiếng này nó có khoảng trăm, hơn trăm tay mấy bạn ơi. Do là cả như mình lúc đó mình mắc công việc quá, mình không có xuống được nhiều mấy bạn, cho nên bây giờ lưới nó hơi ít, nó dính cũng ít nha mấy bạn. Các bạn có xem nhớ thông cảm giùm anh em mình nha, tại do mình không lưới nhiều, nó dính bữa vài ký gì mấy bạn. Rồi để mình dăng đợt này vậy qua sang năm để mình kiếm cái luồng nào mới mới hơn, cái mình test cho mấy bạn xem, nhiều khi nó dính nhiều hơn nha mấy bạn. Còn giờ nói chung đó là lúa mấy bạn thấy quê mình ta xả lên gì hết, người ta dọn trên bờ chống lỏng hết nha mấy bạn. Đây như mấy bạn thấy người ta xịt cũng chống lỏng chân, thấy không? Tỷ lệ dính hơi yếu nha các bạn. Thì thôi mình cũng không nói lòng vòng, ở đằng trước này mình có tay nè, mình test thẳng luôn nha các bạn. Nãy giờ mình thăm ba con tay cũng không dính các bạn. Để tới tay này có hên không nha các bạn. Tay này là lúc trước nó cũng dính con không hành đâu 8-900 gram, 7-800 gram đó, mã chết đó mấy bạn. Đâu đây nè, đâu cho khu chuối này nè. Chà, bữa nay có hàng nha các bạn ơi. Nè, chà, mình thấy rồi, bữa nay con này nhỏ nha các bạn. Cũng ngay cái tay này luôn nè nha các bạn. Đợt đó nó dính ngay gấp chuối nè các bạn, nhớ không, nó neo vô đây chết nè. Còn chiếc này dính mép lửng lửng ngoài, con này thì nhỏ nha các bạn. Con này thì chắc cỡ 4 chấm rồi mấy bạn ơi, chứ không bự hung. Đây, thấy không? Con này nhỏ cái lú đầu ra được nè mấy bạn, thấy không? Còn mấy con bự á mấy bạn là nó sẽ dính ngay cái đầu không đó mấy bạn. Đợt hẳn dính ngay đây nè mấy bạn, cắt lỗ lưới thủng gì. Thủng lỗ lưới nè, này là đợt hẳn mình cắt lấy gắn ra mấy bạn. Còn giờ dính là dính khúc giữa nha mấy bạn. Cái này thì nói chung gắn lãi với hổ ngựa dùng mình nó lên bạn, mấy bạn mà con cái nó ít dính quá. Cứ gầu như mình đi dính được con gắn lãi một mấy bạn. Con dính hậu hành lai gai. Hậu hành năm nay nó cũng không xuống giá, nhưng mà con cái hậu hành nó chậm đi lắm mấy bạn ơi. Bắt con hậu hành là mất thời gian lâu lắm, bỏ công phu lâu lắm. Còn như gắn lãi với hổ ngựa mà nó không có, hơi có nó mau dính lắm nha mấy bạn. Còn mấy ông này nó chậm đi lắm. Cỡ này xương xuống đồ ông mới đi lai gai nè. Nhưng mà tỷ lệ đi chứ mình dính lưới thì yếu nha bạn, không có bằng mấy loại kia. Tại vì cái con hổ hành này á, là cả nhiên nó chạy bẫy mạnh hơn là mình dăng lưới nha mấy bạn. Tại nó bắt theo đường mòn chuột á. Còn mình dăng ở đây á, mà mình đón mình dăng xuống đường mòn chuột thì mấy bạn hiểu rồi đó. Chuột cũng cắn đứt lưới này chân nha mấy bạn. Cho nên mình dăng hơi né né thì tỷ lệ dính nó thấp hơn. Có gắn lãi vô ngựa thì mình dăng lưới dính nó sẽ tập hơn á. Còn mấy dùng mấy bạn hổ hèo nó dính còn ngon nữa. Hổ hèo còn mau ăn nữa phải thì mấy bạn suy nghĩ đi, tán con hổ hèo cái thấy khỏe mình rồi. Hèo chừng kia mấy 2 ký là khỏe mình, mà nhặt dùng mình nó không có nha mấy bạn. Rồi bữa nay mình đi có mình nên nè, mấy bạn thông cảm cho mình ngưng video đây rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test cho mấy bạn xem ha. Rồi cho mình ngưng đây đi. Nãy giờ lội một buổi trời mấy bạn ơi, hết một luồng lưới đầu trên, dính có một con hổ hành đâu chừng 330 gram đó mấy bạn ơi. Xuống tới đầu dưới đầu này đâu 6-7 tay, 10 tay gì đổ lại nè mấy bạn ơi. Không biết dính không nữa nè. Đây mấy bạn nhìn thấy khu vực trồng đu đủ, còn bên đó thì trồng tầm ruột nữa bạn, cũng khu vực quen thuộc của mình nha bạn. Ở trước cây vú sữa đó mình có con tay mấy đợt trước dính con hổ hành đó mấy bạn. Ta lưới đó bắt cũng được 3 con nữa bạn. Như ở đây mình có con tay nữa nha bạn, mình dăng gần gần cái chạy nè. Mình nói bạn đợt trước dăng kiếm bắt hổ hành đó mấy bạn, mà bữa nay không biết dính không, để mình vô thôi test thử nha bạn. Rồi dính con lãi nha bạn ơi. Đây, bạn nhìn thấy không, con lãi nha các bạn. Để mình vô cái dây nó đây ngãi này, nó ngãi trứng mấy bạn ơi, ngãi này nhỏ mấy bạn ơi, tại nó dính cái trứng nè mấy bạn thấy không, cái ngãi này nhỏ, ngãi này là lọt lưới mình đó nghe mấy bạn, tại nó có trứng nó mới dính thôi nghe mấy bạn. Rồi mấy bạn biết cái trái này trái gì mấy bạn, nếu mấy bạn biết bình luận mình à, biết trái này trái gì cũng là lạ nghe mấy bạn. Nè đó cây nó trái gì đó mấy bạn, đó trái nè. Đây trái nè, trái nhóc chân nè mấy bạn thấy không. Mình đó giờ ở đây chứ mình cũng không biết cây này là trái, cây này là cây gì mấy bạn. Nếu bạn nào biết comment cho mình biết thử nha, trái này mình không biết trái gì luôn á. Còn cây nó vậy nè bạn, có gai nữa nghe bạn. Cái lá ngộ lắm nghe bạn đó. Rồi. Quá thắt mấy bạn ơi, thành quả nãy giờ nè, mình cho mấy bạn xem nè, chỉ con hổ hành nè, đó. Con hành còn đây thì mình đem cái túi theo có dính ngăn nước không, mà cậu này nó gắn nước chắc là bị hiếm quá các bạn. Với có thuốc mình hút với con máy này, mẻ này để dành có đói bụng mua bánh mì ăn đỡ các bạn ơi. Chứ cái này quá thất thu rồi nha các bạn, chán đi vợ nó cho được có 10 ngày đó. Đây
chim cài lưới này từ lúc mình văng giờ cũng chưa dính nghe các bạn. Có tay đằng cây vú sữa thì dính được 3 con, co thành hai gắn nước rồi. Còn tay này mới dính lần đầu tiên, con gắn lãi mà gắn trứng nữa mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nghe mấy bạn. Mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem ha. Rồi. Thôi, nãy giờ lội mười mấy tay lưới nó cũng không dính nữa mấy bạn. Ở đây mình có con tay nè mấy bạn thấy không, đó bên bụi chuối đó mình văng giết nó mờ mờ vậy nha mấy bạn. Đó. Tay lưới này thì cũng dính mấy con gắn lãi còn ngựa gì mấy bạn ơi. Ở đằng trước này bờ này cũng quen thuộc nha mấy bạn. Tay này đằng trước hình như dính lúc trước dính con không ngựa đó là cự trước á. Có dính con không ngựa. Tay đó cũng dính hai ba con mấy bạn. Nãy giờ không dính gì hết trơn mấy bạn ơi. Đây. Bây giờ mấy bạn nhìn thấy nè, hang gắn ở bọn nó lớn nè. Quá tài không mấy bạn. Cái này quá trời nó thắt rồi mấy bạn ơi. Lậu giết mà mình muốn ho luôn mấy bạn, mà nó không dính gì chân nha bạn. Nãy giờ đâu được con gắn lãi với con hũ hành nè nghe các bạn. Cỡ này quê mình hơi gắn hơi khó bắt nha mấy bạn. Tại vì dùng ruộng mấy bạn. Còn như mấy bạn này dùng vườn hoặc mai gắn còn nha bạn. Giờ gắn đang dồn vô vườn á. Thôi giờ mình đi tới tay tiếp theo luôn nha bạn. Mà nghĩ nãy giờ quá trời lội. Bữa nào mà mấy bạn thấy mình lội dính ha. Nó khỏe lắm. Lội bay bay bay. Bữa nào mà lội mà thăm lưới mà nó không dính, mấy bạn thấy cái cảm giác nó mệt, tóc nổi. Đây, mấy bạn thấy ngoài đó có một cô đang dầm lúa đó mấy bạn thấy không? Đó. Vừa mình giờ ở đây đang dầm lúa là gai chân nha bạn. Dầm cả 10 bữa nữa là xong hết đó mấy bạn. Bắt đầu là lại quay tới lúa chỗ à. Lưới của mình sẽ dính yếu đi nha mấy bạn. Đây đây mình test thẳng lại luôn mấy bạn ơi. Bờ này thì mình văng có hai tay đó bạn, đằng đó tay nó không dính đó nha bạn, đằng bụi sậy đằng tay nè. Ta chỗ bụi sậy này thì bắt cũng nhiều gắn rồi. Giờ nay không biết có hàng không, đây không biết nữa. Lội quá quải rồi. Như có dính hay gì đây mà nhìn không rõ đây các bạn ơi, tại nó. Có dính nè bạn ơi, dính con lãi bạn ơi. Để mình chui vô các bạn xem nè. Đây. Đừng nó có trứng nữa nghe, có trứng là cỡ này đâu ăn gắn trứng không các bạn ơi. Con trứng nó không có bự hung, mấy bạn thấy vậy đó, gắn trứng thấy chà bá chứ căng không có nặng hung nha các bạn. Còn mấy con gắn ấy nó mới trọng bự mấy bạn ơi, mấy gắn đực á. Để nhìn thử thôi đây. Ôi có trứng nữa các bạn ơi. Dính hai con trứng không. Dính mấy gắn trứng lên bạn hạn chê nha mấy bạn. Trứng non, trứng dưới này chưa có trứng già mà có trứng non. Rồi. Này thấy cầu bộ tình hình neo quá bạn ơi, tà lưới này chắc bỏ luôn rồi mấy bạn thấy chuột cắn. Cắn đứt đường trên đó không mấy bạn, còn được cầm dây viền không mà lưới cắn banh chạnh trên này. Còn con khúc trên đó mà tại gắn này mình đón đi hướng đó đi trên đường đó nhiều hơn đi dưới đây nha bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy đây, mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo nó có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Qua chợ dính yếu mấy bạn ơi, lội với nói chuyện không nổi luôn mấy bạn. Thôi cho mình xin ngưng đây nha mấy bạn. Nãy giờ mình lậu vô cũng gần tới lậu đựng về mấy bạn ơi, mà nó không dính mấy bạn ơi. Về tới cái bờ quen thuộc của mình này, lậu này còn vài trăm mét nó vô cặp lậu nha bạn. Rồi mình lậu về nhà nha bạn. Nãy giờ không dính mấy bạn ơi, bữa nay chắc ngày quá thắt mấy bạn ơi. Được có ba chú nè mấy bạn. Đó. Ba chú này thì cỡ 1 ký hả mấy bạn ơi. Mà trong đó có con hai gắn lãi gắn trứng rồi. Có con này hoặc mai là vớt giác được con gắn này trứng non. Còn con này trứng già. Gắn trứng là quê mình bạn hàng chơi nha mấy bạn. Gắn trứng là quê mình đi gắn giặt là ghẻ ghề nha các bạn. Ví dụ gắn kia giờ 220, cử này chắc cũng có lên nữa bạn. Tại cử rồi mình bán hậu hành, không có con gắn lãi mình không có hỏi nha bạn. Cử gọi thì được hậu hành thì nó cũng cầm giá 250 hậu hành nhỉ nha các bạn. Không gài thấp thu quá bạn ơi, cử 200, 300 mấy, 200 mấy, 300 mấy không. Có hai ba cử trước có cử mà dính được hai con hậu hành bự đó bạn. Hai bữa cử đó thì mình được gần cả triệu luôn nha các bạn. Còn hổng gài là thắt mấy bạn ơi. Cứ rồi đâu hình như được cũng có 300 ngàn hay gì. Cứ trước 300 mấy, cứ rồi 300. Còn cứ này chắc thắt thu mấy bạn ơi. Cứ này chắc được 100 ngoài gì. Tại vì hai gắn trứng đó nó rẻ nha mấy bạn. Chứ phải hai gắn nó không trứng nữa thì cũng được 200 mấy đó mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo luôn mấy bạn ơi. Có dính mình test lại mấy bạn xem nha. Để mình test thẳng luôn. Đây con tay mấy bạn. Đây vô chậm còn tay hay tay gì mấy bạn ơi. Rồi đây có hàng. Ô gắn lại rồi chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Uổng mấy bạn ơi. Nè gắn nó gắn đực nha các bạn. Hay chăng đường này bữa hổm cũng dính con nè dưới cái dốc này các bạn nhớ.
gắn này là thua rồi bạn ơi, gắn này chết, gắn này dính lâu rồi, gắn này gắn đực mà. Nãy giờ con này gắn đực đó bạn, hai kia gắn cái không có được, con gắn đực cũng chết ngắt mấy bạn. Gắn này có 400 gram mà ngủm cứu tổ gì nghe mấy bạn. Này xong phim thần long thiệt rồi. Con này là mình đụng vô nó là bây giờ nó muốn khó gỡ luôn đó mấy bạn. Con này là không ăn được luôn nha mấy bạn. Con này là nói chung gỡ ra để bỏ đừng cho lưới nó dính lại. Còn nếu mấy bạn không gỡ ra là mình bảo đảm mấy bạn là nó không dính nha mấy bạn. Cái mùi của gắn chết rồi là mấy gắn khác nó không có lợi đâu nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nha. Mình xử lý gắn này rồi đi tới tay tiếp theo có dính mình test cho mấy bạn xem. Đây chổng còn có con tay hay tay mấy bạn ơi. Thôi cho mình xin ngưng đây nha mấy bạn. Rồi mấy bạn ơi, mình vô gần tái lộ rồi, nó cũng hết lưới rồi nha mấy bạn. Bụi tre thiền thổ của mình nữa mấy bạn. Bây giờ hết dính mấy bạn ơi, cỡ nãy dính quá yếu rồi. Nói chung là thành quả bữa nay nãy giờ mấy bạn thấy đã 4 con chết 1 con, còn 3 con. Rồi, coi như là bữa nay một chuyến thăm thắt thu nha mấy bạn. Rồi tình hình này là cỡ này là quá căng nha mấy bạn, chắc mình phải đổi hướng kiếm chị khác màng quá mấy bạn. Chứ bây giờ gắn nó giảm dính quá rồi, để mình thăm thêm vài cử nữa mà nó không dính nữa thì chắc mình ngưng nó mấy bạn ơi. Quan sang năm dân tiếp, bữa nay thành quả được có nhiêu đó, phải hai gắn nó đựng có trứng cũng ngon, con này thì tạm được, còn con khi trứng nữa phải đựng trứng nó cũng được mấy bạn. Tại gắn lại cái nãy lên giá, bữa nay mình không biết nó có lên nữa không mình, mà mình đoán có khả năng lên nữa đó mấy bạn, tại mình gắn ít dính lại đầu là gắn nó lên hoài mấy bạn. Hậu hành nha thì nó cầm cầm giá chứ gắn lại lên có năm yêu cầu ha, nó lên có khi 350.000 ký, 400.000 ký nữa mấy bạn, gắn lãi á 200 mấy 300 như 300 thì mấy bạn suy nghĩ đi, hai con gắn lãi nè hơn nửa ký mẹ rồi, cái thì mình thấy 100 mấy chục ngàn rồi, dễ sốc lắm mấy bạn, nó chịu dính á, với gắn mà có giá mình dễ lắm. Rồi thôi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng clip ở đây ha. Rồi mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình nha mấy bạn, bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ để mấy bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha mấy bạn. Rồi thôi, bye bye, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau luôn.